vi khuẩn kháng thuốc ngày càng gia tăng ở Việt Nam, không nên lạm dụng thuốc kháng sinh. Cẩn trọng viêm phổi dai dẳng ở trẻ, cha mẹ cần hết sức lưu ý. Ung thư vú ở nam, căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm, không nên chủ quan. Kính chào quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và còn nhiều cảnh báo y tế nổi bật khác sẽ có trong bản tin Alo Doctor ngày hôm nay. Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp trên kênh VTV9, nền tảng số của VTV Go, quý vị có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình để xem lại các bản tin cũng như là tương tác cùng với chương trình trên trang mạng xã hội của Alo Doctor. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với tin mới Doctor. Chiều qua, Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình âm nhạc giai điệu kết nối yêu thương số 2 với sự tham gia của hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình lần này như một lời tri ân đặc biệt gửi tới các y bác sĩ đang tham gia công tác giảng dạy tại Bệnh viện Quân y 175. Chương trình cũng gửi tới các bệnh nhân làm việc trong ngành giáo dục đang điều trị tại đây lời chúc sức khỏe và nghị lực mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Với định hướng là một chương trình âm nhạc định kỳ, sân khấu của giai điệu kết nối yêu thương có thể là sảnh khám bệnh hoặc đôi khi là phòng bệnh và giường bệnh. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc. Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật, bệnh viện hạng đặc biệt và hạng nhất, giá khám bệnh là 42.100 đồng một người, bệnh viện hạng 2 là 37.500 đồng một người, bệnh viện hạng 3 là 33.200 đồng một người, bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã là 30.100 đồng một người. So với quy định cũ, mức giá khám bệnh cho người có bảo hiểm y tế tăng khoảng 10%. Một cảnh báo cho những ai coi thường tính mạng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị suy kiệt phù chi do uống cùng lúc 60 viên paracetamol 500mg, gấp 30 lần liều thuốc thông thường. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc cấp paracetamol giờ thứ 10, được điều trị tích cực bằng thuốc giải độc truyền dịch. Sang đến ngày điều trị thứ 2 thì người bệnh vẫn suy gan cấp kém, cấp kèm rối loạn đông máu nặng, chỉ định truyền thuốc giải độc liều cao, lọc máu cấp cứu, thay huyết tương. Sau 8 ngày thì sức khỏe của người bệnh đã dần được ổn định và các chỉ số về mức bình thường. Cũng liên quan đến việc lạm dụng thuốc và để lại hệ lụy trong điều trị bệnh, Việt Nam là ở trong một số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng, sử dụng thuốc không hợp lý, xu hướng kháng sinh ngày càng gia tăng trong thập kỷ qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, người dân chỉ nên dùng thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi sinh vật khác do nhân viên có chuyên môn và thẩm quyền kê đơn, luôn tuân thủ theo lời khuyên của nhân viên y tế khi sử dụng thuốc kháng sinh. Không bao giờ dùng chung hoặc sử dụng thuốc kháng sinh còn thừa của người khác, ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần với người bệnh và tiêm chủng đầy đủ. Một người phụ nữ khoảng nửa năm nay có triệu chứng đắng miệng, đau tức hông trái, đau bụng lúc rạng sáng dẫn đến mất ngủ. Dù đã đi khám và uống thuốc ở nhiều nơi nhưng không hết, bệnh nhân này đã đến bệnh viện lớn để chụp cắt lớp thì phát hiện có một khối u lớn có kích thước là 10cm, ngang ngửa với kích thước của một quả thận ở lõi tuyến thận thượng thận bên trái. Để tránh nguy cơ u xuất huyết hoặc là chèn ép làm tổn thương các cơ quan khác, thì bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi, cắt bỏ tuyến thượng thận trái. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật nội soi thì khối u được lấy ra trọn vẹn thông qua một đường rạch nhỏ ở trên thành bụng. Thông qua số hotline 1900 969600 của Alo Doctor thì chúng tôi đã nhận được nhiều thắc mắc của các bậc phụ huynh về cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ phù hợp theo đúng định lượng cho từng lứa tuổi. Câu trả lời sẽ có trong phần cuối của bản tin. Quý vị đừng rời màn hình. Trong thời gian gần đây, ghi nhận số trẻ mắc viêm phổi tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng đáng kể. Đáng chú ý là thời điểm trước, viêm phổi thường chỉ cần điều trị trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẫn không hiếm những trẻ bị viêm phổi dai dẳng kéo dài, thậm chí còn phải thở máy.
Bệnh nhi hơn 7 tháng tuổi này nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng. Hiện bé đang được điều trị bằng kháng sinh, hỗ trợ thở và truyền máu tại phòng cấp cứu khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bé ở nhà nó bị khò khè, thở gấp, nói lại là nó bị lên cái cơn ngưng thở tím tái. Nên là mẹ sơ cứu cho bé xong rồi cho bé nhập viện. Từ cuối tháng 8 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận lượng bệnh hô hấp tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với những tháng trước đó. Tuy nhiên, khoa hô hấp của bệnh viện chỉ có khoảng 150 giường bệnh nên luôn trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý, hơn một nửa là mắc viêm phổi, trong đó có nhiều trẻ tái bệnh dai dẳng, điều trị nhiều tháng vẫn chưa khỏi hẳn. Thực tế thì bây giờ mặc dù khoa học chúng ta có rất nhiều tiến bộ về phương diện y học, mình đã giảm thiểu được khá nhiều, thậm chí tới 50% cái tỷ lệ tử vong do viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới và có cả Việt Nam. Nhưng tới bây giờ, viêm phổi vẫn là cái thủ phạm hàng đầu giết chết trẻ em dưới 5 tuổi mà chúng ta không thể nào quên được. Theo chu kỳ, từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm là những tháng đỉnh điểm của bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài viêm phổi, trẻ còn mắc các bệnh như viêm phế quản, hen suyễn, viêm mũi họng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đi cấp cứu ngay nếu có những triệu chứng như ngủ ly bì, bỏ bú, nôn ói sau ăn, nghiêm trọng hơn là tình trạng thở gấp, tím tái, co giật. Nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ ung thư vú ở nam giới đã tăng 26% trong 25 năm qua và xu hướng đang có tiếp tục tăng. Khoa ung bướu, Bệnh viện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm tiếp nhận từ 2 đến 3 bệnh nhân nam bị ung thư vú. Hầu hết các bệnh nhân này chỉ đến bệnh viện khi phát hiện phần ngực đau nhức, khối u gồ lên và có dịch. Không ai là những bệnh nhân mà bệnh viện hiện thời bệnh nhân đang theo dõi bệnh viện là cái giai đoạn nó cũng không còn sớm. Và các bệnh nhân đó hiện thời đang như chủ yếu mình dựa vào cái thuốc đặc trị. Thì bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, có một số đặc trị dẫn uống. Thì mình sẽ phối hợp với cái thuốc đặc trị dẫn uống, một số trường hợp mình có thể phối hợp thêm cái thuốc chích thêm để ức chế cái nội tiết thêm. Theo các bác sĩ, cứ 100 bệnh nhân ung thư vú thì có 99 người là phụ nữ, còn 1 người là nam. Tỷ lệ nam ung thư vú rất thấp, chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng cũng vì rất thấp đã dẫn đến nhiều người chủ quan và phát hiện trễ. Chẳng hạn như ở những người mà lớn tuổi, ta thấy thường ung thư nam là xảy ra những người là trên 60 tuổi thường ha. Và cái thứ hai nó thường xảy ra những người béo phì chẳng hạn. Những người béo phì như vậy thì thường là cái estrogen nó cũng sẽ hơi tăng hơn so với những người không béo phì. Ở những người có bệnh gan, bị xơ gan và một số cái hội chứng di truyền chẳng hạn như một số cái rối loạn nhiễm sắc thể, nó làm dư cái nhiễm sắc thể đi. Các chuyên gia khuyến cáo việc phòng ngừa tầm soát bệnh ung thư vú ở nam giới hiện nay chưa được quan tâm nhiều. Về điều trị bệnh này ở nam giới, cơ bản cũng như nữ giới, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, không như phụ nữ thường được mổ bảo tồn tuyến vú. Bú vú ở nam giới thường ít hơn nên phần lớn được cắt bỏ hoàn toàn. Trong tuần qua, chuyên mục Alo Doctor đã nhận được nhiều câu hỏi của các bà mẹ xoay quanh chủ đề làm thế nào để trẻ nhỏ không bị suy dinh dưỡng. Nhiều bà mẹ cho biết trong giai đoạn ăn dặm thì họ cho con ăn nhiều nhưng con vẫn bị suy dinh dưỡng. Hãy cùng đến với bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 để có lời giải đáp. Một cái trong những nguyên nhân lớn nhất đó là gì? Là do mình chế biến thức ăn dặm bị không có đúng cách. Bây giờ bà mẹ đang có một cái trào lưu là ăn dặm chỉ huy, ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Mỹ, kiểu Hàn, kiểu Ý gì đó. Và bà mẹ thông thường là sẽ cho em bé mình ăn thức ăn thô rất là sớm. Và thức ăn thô là gì? Bà mẹ cho bé ăn cơm luôn. Ăn cơm ngay từ lúc 7-8 tháng, trong khi bộ răng hàm của bé chưa phát triển, trong khi răng sữa chưa mọc hoàn toàn, trong khi khả năng nhai của bé chưa tốt. Ăn thô có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ chế biến thức ăn cho nó không quá mịn, không say, không làm loãng, không làm quá mịn, có nghĩa là ăn thô rồi. Đa phần người Việt Nam mình rất là hay sợ em bé mình nó ốm, cho nên là ông bà hay là những gia đình mà mình nuôi theo kiểu truyền thống đó, thì mình hay thấy là nếu mà ốm quá thì mình sẽ cho bé ăn nhiều thịt cá lên một tí. Thì cái đó nó không phải, có nghĩa là tỷ lệ đạm ở mức cân đối, tỷ lệ chất béo có đủ hay chưa, rau sạch củ quả có đủ hay không và thịt cá ở mức độ vừa phải thôi. Chứ không phải là em bé càng ốm thì mình càng tăng cái lượng thịt cá lên thì không phải. Cảm ơn những lời khuyên hữu ích của các bác sĩ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.